hạnh phúc khi lần thứ hai trong sự nghiệp của mình được chạm vào chiếc cúp vàng của Busan. Đây cũng là cũng như là động lực của em trong năm mới. Em cố gắng phấn đấu thi đấu thật tốt để cống hiến cho câu lạc bộ như đội tuyển. Sang năm thì em cũng cố gắng phấn đấu thi đấu thật tốt để mang về những danh hiệu cá nhân cũng như tập thể cho câu lạc bộ như đội tuyển. Sẽ chia sẻ cùng với gia đình cũng như bạn bè với những tấm hình đẹp cho mọi người. Ok, cảm ơn em nhé. Chúc mừng em.